Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 4, đồng chí Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy cùng với các mạnh thường quân và đồng chí Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hậu tổ chức khánh thành và bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình anh Nguyễn Thanh Lâm, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 60m2, xây dựng theo quy cách nhà tình thương, đảm bảo ba cứng, trị giá gần 90 triệu đồng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, vận động đại lý vé số hổ Bạc Liêu hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm. Nhận được căn nhà mới, đại diện gia đình anh Nguyễn Thanh Lâm đã gửi lời cảm ơn đến các ngành các cấp, chính quyền địa phương đã giúp đỡ để gia đình anh có được căn nhà ở ổn định, từ đó yên tâm lao động vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Dịp này, Ban Nội chính tỉnh ủy và đại lý vé số hổ đã trao tặng 2 suất quà bằng tiền mặt cho gia đình anh Lâm để động viên tinh thần gia đình nhân dịp nhận căn nhà mới. Gia đình anh Nguyễn Thanh Lâm có hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ sống bằng nghề đẩy con ruốc, thu nhập không ổn định, luôn thiếu trước hụt sau.